Thầy Phó Tế, quý tu sĩ nam nữ, quý cụ ông bà và anh chị em, thưa cha tổng, quý cha cùng cộng đoàn, con được phục vụ giáo xứ Văn Lăng 5 năm, nhưng mà trong 5 năm con phục vụ tại đây thì chưa thấy có thánh lễ nào, thánh lễ chầu nào nó đẹp, nó đông đúc, nó hoành tráng, nó sốt sáng như cái tuần chầu năm nay. Thế nên con phải đọc câu thơ này: con hơn cha là nhà có phúc, sau hơn nước, sau hơn trước là nước văn minh. Văn Lăng bây giờ đang rất văn minh. Xin có tràng pháo tay để chúc mừng cha xứ và cộng đoàn. Nó hơn cái thời kia nhiều. Thời ngày xưa làm gì có đông cái huynh trưởng như này đâu. Có cũng hơn chục người ấy gì. Bây giờ nó đông. Bán ca đông, bán kèn hay, bán kèn tổ rất hay. Và đặc biệt chúng ta thấy những cái khuôn viên nhà xứ, nhà thờ cũng rất là đẹp đẽ, ngăn nắp. Chúa đang viếng thăm giáo xứ Văn Lăng đúng như khẩu hiệu ở ngoài cổng kia: giáo xứ Văn Lăng bốn mùa Chúa đổ hồng ân. Bên này giáo xứ Văn Lăng ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi. Hay cực luôn đấy, hay tuyệt vời, để giới thiệu cho mọi người biết rằng ơn Thánh Chúa đang tuôn trào trên giáo xứ Văn Lăng này. Và một tí nữa chúng ta lại thấy là vườn sinh giáo xứ sống lời Chúa, tổ ấm gia đình sống phúc âm. Hay lắm à. Vườn sinh giáo xứ vâng lời Chúa, rồi tổ ấm gia đình sống phúc âm. Gia đình và giáo xứ là một, là một giáo xứ để sống lời Chúa. Và vào đây, gia đình gì đấy nhỉ? Gia đình là lòng thương xót của Thiên Chúa. Rất hay, giáo xứ là một gia đình, các gia đình chúng ta nữa. Nhưng mà để sống lời Chúa thì phải hiểu lời Chúa, phúc phúc âm phải hiểu phúc âm. Thế nên giáo xứ Văn Lăng chúng ta tốt rồi, rất tốt, đã hay, rất hay, nhưng phải vươn tới tuyệt hay cơ, nó mới hay, phải tuyệt hay. Vâng, chúng ta dừng ở mức rất hay là tốt lắm rồi, cố gắng vươn lên để thành tuyệt hay. Chúng ta nghe lời Chúa thì hôm nay, trong bài phúc âm hôm nay, tại sao Chúa lại kể ra cái dụ ngôn này chứ? Dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện có rất nhiều dụ ngôn. Nhưng hôm nay Chúa lại chọn hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pha-ri-siêu và một người thu thuế. Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi đó không? Tại sao lại thế? Thưa, bởi vì cuộc sống chúng ta rất khó xác định ai là người đạo đức thật. Khó lắm thưa anh chị em, khó lắm chứ không phải. Chúng ta là con người, người phàm mắt thịt, nên đánh giá của chúng ta nhiều khi bị sai lầm. Đến Đức Khổng Tử có sai lầm đó, phương trên chúng ta. Nên Chúa Giêsu muốn kể cái dụ ngôn này để cho chúng ta biết rằng chỉ có Chúa mới là đấng xác định được ai là người đạo đức thật và ai là người đạo đức giả. Chúng ta đi vào bài phúc âm. Người Pha-ri-siêu là người thế nào? Thưa, người Pha-ri-siêu tự cho mình và được những người thời Do Thái thời đó đánh giá là người đạo đức, là người thông luật, là người tài giỏi, là người sống rất mẫu mực. Còn người thu thuế thì sao? Thưa, thu thuế bị liệt vào hàng tội lỗi, là quân bán nước, bởi vì thu thuế của người Do Thái, của nhân dân, rồi nộp cho quân Roma là quân xâm lược, nên bị coi là bán nước và cho là đồ bị ô uế và đáng bị khinh bỉ. Hai người, nhưng mà đến lúc mà lên đền thờ cầu nguyện thì cái người Pha-ri-siêu đứng thẳng, đứng thẳng rất tốt, đứng thẳng trong nhà thờ này rất tốt. Trong nhà thờ các con phải nghiêm, và ban ca phải nghiêm, ban kèn phải nghiêm, đứng thẳng nghiêm tốt. Nhưng mà khi cầu nguyện thì anh ta lại cầu nguyện khác: lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì con không như những người khác. Như là anh ta cho anh ta là người đạo đức nhất trần gian này đấy. Trong xứ con là con đạo đức nhất đấy, không ai bằng con đâu. Không như những người khác, kể cả bố mẹ con, kể cả cha xứ, kể cả bề trên của con không như những người khác đó. Con ăn chay một tuần hai lần, con bố thí một phần mười của con không trộm cắp, con không gian tham, con không ngoại tình. Bây giờ xin hỏi nhà thờ này thôi, xin hỏi nhà thờ,
Ai là người ăn chay một tuần hai lần giơ tay lên nào. Mình một năm có một lần, có hai lần, bớt đầu bớt cuối. Mỗi thứ tư lễ cho, thứ sáu chịu nạn, bớt đầu bớt cuối. Bớt tháng ăn bảo là ăn, bớt tháng ăn lót dạ, ăn được một bát, ta làm bát đầy to tướng. Để bữa trưa được ăn gấp đôi, ta làm hai bát to tướng. Rồi ngày ăn chay kiêng thịt, ta đi mua thịt cá sấu về ta ăn. Hay là mua cá chép ba ba về hầm chén. Mình tính toán được chưa? Mình thua ông này à? Rồi ông ấy dâng 1/10 hoa lợi của ông ấy cho Chúa. Ở nhà thờ này đã ai dâng 1/10 cái thu nhập hàng ngày của mình cho Chúa chưa? Không có. Rồi ai là người dám khẳng định gia đình mà không ngoại tình? Không ngoại tình bên ngoài thì ngoại tình trong tư tưởng đây này. Xin lỗi, không ai là cái người mà không có ngoại tình đâu. Ngoại tình không phải chỉ cái bên ngoài, mà trong tư tưởng, trong con tim đây này. Ông này không ngoại tình, không tham lam, không trộm cắp. Nói thật đấy, phục ông này sát đất. Nhưng mỗi tội ra ông độc thế không thì đẹp lắm. Như vậy nói là tôi không như người khác. Tức là tất cả mọi người đều xấu hết, mỗi tôi là hay nhất thôi. Và ông ta lại còn chỉ đích danh anh thu thuế, hay là như thằng thu thuế kia. Còn công chính lắm, con này anh ta tự cho mình là người công chính. Nên trước mặt Chúa anh không cần Chúa, anh không cần Chúa. Còn người thu thuế thì sao? Là người tội lỗi, anh ta đấm ngực: lạy Chúa xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Nghĩa là anh ta đủ mọi tội. Không nói chi tiết từng tội một, nghĩa là đủ mọi tội. Nhưng anh ta đấm ngực: xin Chúa thương xót. Nên điều quan trọng nhất với chúng ta đó là đến xin lòng Chúa thương xót, khiêm tốn nhận rằng mình là người tội lỗi. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi. Mọi đảng thời mà tôi ở đây nhé, đám trẻ bằng năm Hải Đăng với Minh Đăng ấy kìa, mấy anh mà nó đứng là trên đầu nó đọc kinh ấy, là lỗi tại tôi, là nó cứ đấm ngược thằng khác: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi. Mọi đảng thời mà đại ca bằng mà còn bằng này này là chứ chuyên môn đấm ngực anh bên cạnh: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi. Mọi đảng chứ đâu phải lỗi tại tôi đâu, lỗi tại người bên cạnh á. Đó, trong gia đình chúng ta thấy à, có mấy người nhận lỗi đâu. Đối gia đình nào chồng nhận lỗi trước mặt vợ đấy: vợ em xin lỗi, em xin lỗi, em có khuyết điểm. Không có đâu. Nhưng mà rất may trong tuần vừa rồi toàn thể giáo xứ chúng ta đã cử hành một tuần đại phúc đích thực là tuần trầu. Đó là từ thứ hai cho đến ngày mai, cha xứ mời các cha đến đặt mình thánh, trầu, xưng tội, cả toàn giáo xứ đều đến đấm ngực mình, thú lỗi với Chúa để xin Chúa thứ tha và để cho Chúa bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi. Ngập tràn lối đi bởi vì chúng ta sám hối, chúng ta mở lòng ra thì Chúa mới ban ơn cho chúng ta. Nên điều quan trọng nhất đối với chúng ta đó là phải sám hối ăn năn. Nên xin kể câu chuyện này, không dám nói các cha đâu, cũng không dám nói các sơ có mặt ở đây đâu. Đó là có ba người đứng trước cái cửa gọi là cửa thiên đàng. Một ông trông lịch sự, oai phong lẫm liệt lắm, với một cô cũng trạc phòng hơn 30 tuổi, đẹp gái nhã nhặn lắm, và một bà già lọm khọm. Thế ông Thánh Phêrô bảo ông mà lịch sự ấy, oai phong lẫm liệt, bảo hai người kia, bảo hai người đi đâu đấy? Bảo tôi vào thiên đàng. Bảo thế cũng muốn vào thiên đàng không? Bảo tôi chẳng muốn vào thiên đàng, tôi xếp hàng đây làm gì? Bảo thế bây giờ đây nha, tôi vào trước, tôi quen với ông này ấy, chứ ông cầm chìa khóa đây này, râu ông dài tóc bạc phơ đấy, ông Phêrô tôi quen ông lắm, để tôi vào tôi nói cho. Anh này vào, ông đầu tóc bạc phơ cầm cái chìa khóa, thưa ông Thánh Phêrô hỏi anh đi đâu? Bảo tôi vào thiên đàng. Bảo thế ở nhà ông làm gì mà ông đọc về thiên đàng? Bảo ơ Thánh Phêrô không biết tôi à? Tôi là linh mục ở địa phận nọ, tôi giảng hay nhất địa phận, tôi xây rất nhiều nhà thờ, tôi lập rất nhiều đoàn hội, tôi nói chung là tồi tốt. Ông Thánh Phêrô bảo thế tên ông là gì? Bảo tên tôi là Dominico, hay còn gọi là Đa Minh, tiếng Pháp nó gọi Dominic á, biết à? Bảo à được rồi, để tôi mở sổ xem sao. Đúng rồi, Dominica, sinh ngày 17 tháng 7 năm 1900 đã lâu.
Rồi, ông này đúng rồi, giảng cũng được, cũng lập nhiều đoàn hội, xây một vài nhà thờ. Nhưng mà mỗi tội ông làm không có ý ngay lành. Ông làm chỉ khoe cái bản thân ông thôi. Ông làm để lấy tiếng người đời thôi, chứ không phải vì danh Chúa. Nên xin cha vui lòng xuống lửa luyện tội 30 năm. Rồi. Thế cái bà, cái cô đẹp gái mới đến, bảo thôi thì ông này loại rồi thì thôi để đến mình. Cô đẹp gái đến bảo thế cô đi đâu? Bảo tôi bảo thiên đàng. Bảo thiên dưới đất cô làm gì? Bảo tôi là sơ đây. Úi giời, tôi làm gì sơ, tôi dạy giáo lý hay lắm, tôi tập hát, tôi là tập, tôi múa, tôi đánh nhịp với cả nhà thờ phải nhìn tôi cơ. Mà dạy giáo lý hay lắm à, tôi tổ chức cho đoàn hội, bảo à, sơ tên là gì nhỉ? À, Do Sang Nguyễn Thị Hồng Hát. Rồi, Hồng Hát này, có đây, ơ sơ này hát hay, sơ này đánh đàn khéo, sơ này múa máy cũng được, tổ chức nhiều đoàn hội cũng được, mỗi tội sư gương. Mỗi tội hay nóng tính, mỗi tội hay cái lại bề trên, xin mời sơ xuống lửa luyện tội 20 năm. Bà già đứng ngoài kia từ nãy giờ, trông thấy chuyện đó rồi. Bà thôi, bà lùi thủi, bà cắp nón, bà ra về. Ông Thanh Phê-rô hỏi, bà kia, bà đi đâu? Bảo nói thật với ông Thanh Phê-rô từ nãy giờ con nghe hai vị này. Một người là linh mục nổi tiếng, một người bà sơ đẹp gái, tài năng, mà bị loại rồi thì con là phải loại ngay từ vòng gửi xe, thì con xin đi về. Thế bảo thế bà tên là gì? Bảo con là Do Sang Nguyễn Thị Tẹo. Quê đâu? Dạ thưa, quê ở Thượng Hiền. Bảo được rồi, Nguyễn Thị Tẹo sinh năm 1943. À, không có gia đình, sống tốt lành. Hàng ngày mò cua bắt ốc, được đồng nào góp vào nhà thờ, không cãi nhau với ai, đi nhà thờ chuyên môn đi nhà thờ sớm. Thỉnh thoảng lại vào miếu cha xứ, khi thì con cá, khi thì cục xà phòng, khi thì diếp đánh răng. Bà Nguyễn Thị Tẹo rất tốt lành, mời bà vào thiên đàng luôn. Bà già ở quê thì lại vào thiên đàng trước ông cha với bà sư. Chúng ta thấy đây bài phục âm này nữa, lâu khi những người mà mình cứ tưởng là vào thiên đàng 100% thì lại thong thả đã, còn cái người đơn sơ đạo đức thì đó là người tốt lành. Chúng ta ước mong là ước mong cái ông biệt phái ấy, ông có được tâm hồn ở nhà thờ như cái người thu thuế, và ước mong cái ông thu thuế từ nay đi không làm điều bất chính nữa, để sống như cái ông Pharisêu, không tham lam, không trộm cắp, không giết người, không ngoại tình, không làm chứng dối, để cuộc sống đời thường của chúng ta xưng tội thì mà chưa tội chứ. Nên là có một vị cán bộ kia, họ hỏi một ông trùm, này tôi thấy bên công giáo hay lắm nha, hay là có cái bí tích giải tội là tha tội cho người ta hết, tội gì nặng mới thì nặng đều tha hết. Nhưng có điều tôi thấy nó không ổn, đó là tha tội như vậy là khuyến khích họ về phạm tội nhiều hơn. Cứ phạm tội để tha, nên tôi về tôi cứ phạm tội tiếp. Ông trùm nói, dạ thưa ông mới nói có một nửa thôi ạ. Chúng tôi là điều quan trọng nhất là phải chừa tội. Quan trọng nhất để được ơn tha thứ đó là chừa tội. Phải lỗi tại tôi, mọi đằng ăn sám hối nữa. Nên chúng ta cũng vậy à, cố gắng để mà sám hối, chứ không có giống như trẻ con nó hát. Chúng con có thuộc bài trẻ thơ, mấy bé có thuộc bài có thuộc bài thứ hai là ngày đầu tuần không nhỉ? Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa sẽ cố chăm ngoan đúng không? Thứ ba, thứ tư, thứ năm, ngày nào cũng luôn cố gắng. Thứ sáu rồi đến thứ bảy, cô cho bé phiếu bé ngoan, chủ nhật cả nhà đều vui vì bé ngán suốt tuần. Nhưng bây giờ nó lại chế ra, nhạc chế. Thứ hai là ngày đầu tuần, bố hứa sẽ uống không say. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, ngày nào cũng say lý ti. Thứ sáu rồi đến thứ bảy, em thấy bố vẫn cứ say, chủ nhật cả nhà buồn thiêu vì bố say suốt tuần. Anh chị em cố gắng, nói thật anh chị em, ai cũng vậy thôi, chúng tôi cũng vậy thôi, anh chị em cũng vậy thôi, vào nhà thờ chấm nước phép để xin ơn sám hối, đâu lễ cha kêu gọi sám hối. Trong tuần trầu chúng ta kêu gọi xin Chúa ban ơn để chúng ta sám hối, cầu nguyện như cái anh thu thuế, và sống ở đời thường giống như anh Pha-ri-siêu, không giả hình, nhưng cố gắng để sống đẹp lòng Chúa và sống nhân ái với nhau.
thì đúng là Ngài sẽ gieo màu mỡ ngập tràn lối đi, và gia đình chúng ta sẽ là gia đình lòng Chúa thương xót, bởi vì những ai khiêm tốn, sống nhân ái, sống vì nhau để cố gắng sạch tội, thì gia đình chúng ta sẽ là gia đình để diễn tả lòng Chúa thương xót. Chúng ta biết thương nhau, trân trọng nhau, quý mến nhau để xây dựng gia đình và giáo xứ vườn sinh, giáo xứ sống lời Chúa. Tổ ấm gia đình sống phúc âm, thì đó chính là những điều mà chúng ta mong ước để Văn Lăng đã đẹp, đã tốt, nhưng sẽ trở thành rất đẹp, rất tốt và tuyệt tốt. Chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một thiên.